chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Từ Nhà Đến Trường với phần trình bày của bác sĩ Quỳnh Kiều. Chương trình này đã được thực hiện tại miền Nam California trên các đài radio và các mạng truyền thông khác trong hơn 40 năm qua. Và bác sĩ Quỳnh Kiều đã đến với đài Vietfest TV với chương trình này trong thời đại dịch COVID-19. Bây giờ bác sĩ vẫn tiếp tục với chương trình và chúng ta sẽ có đề mục mới nhất trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng xem chương trình. Xin kính chào bác sĩ Quỳnh Kiều. Chào chị Thanh Thảo và tất cả quý vị khán thính giả. Tôi mong đó là với lại những cái gì mà kể như là nó có những cái thông tin nó cho biết là có thể là có những cái điều cũ mà mình làm theo kiểu mới thì nó sẽ hiệu quả với lại con em chúng ta, và là những cái nhu cầu của các cháu nó thay đổi theo thời gian, là vì các cháu tùy thuộc cái môi trường, mà cái môi trường thay đổi, thời buổi nay nó thay đổi thì mình bố mẹ cũng phải là làm sao mà mình cũng phải thay đổi và kiếm những cái cách nào mình hiệu quả nhất để có thể là làm việc với con em mình mà giúp con em mình có những cái kỹ năng mới và nó phù hợp với lại môi trường nhất. Phải không ạ? Thì hiện giờ đó, thì nếu mà mình xem về những cái con số nó cho thấy là cái tỷ lệ các em nào là 1/3 các em có những cái vấn đề mà về tâm lý tâm thần cũng như là bị trầm cảm hay là bị lo âu, thì mọi người đều rất là hoang mang và không biết làm sao để mình giúp đỡ cho con em mình. Thì mọi người đều công nhận mình không thể nào mà che chở con em hoàn toàn mà giữ con em trong vòng tay của mình cho đến khi các cháu không bao giờ bị té, không bao giờ bị chảy, không bao giờ. Tại vì cái vấn đề mà phát triển và lớn lên là phải đi đương đầu với lại phía ngoài xã hội và ở trong môi trường. Và những cái lúc đó như các cháu tập đi thì các cháu bị chảy, thì cái chuyện đó là mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao để mà khi mà bị té các cháu đứng dậy lại được, và bị chảy thì cái da cháu biết làm những cái phương pháp gì để nó mau lành, phải không ạ? Tuy nhiên là các cháu phải có cái khả năng để mà tự kiên cường được, thì cái đó là cái khó nhất. Thì làm sao mà mình làm như vậy? Bố mẹ dù muốn dù không, bố mẹ vẫn là những cái người quan trọng nhất trong đời sống của con em của mình. Nào là từ những cái lúc ban đầu, ngay từ đây bây giờ mình đã thấy rồi, cứ mở mắt ra mà xem bác cháu khi nó sanh ra. Các cháu nhỏ nó ở trong môi trường khác, hồi xưa mình sanh ra, vâng, nó có cái media ở phía ngoài, nó có những cái cách mà hoạt động, hay là bố mẹ làm việc qua computer, hay là mọi người cũng đều dòm cái cell phone, thì tất nhiên là nó cũng bị ảnh hưởng. Và nó cũng thấy là cái cell phone là một cái gì bình thường, nó cũng đi ra nó vuốt, nó cũng đòi. Con cháu ngoại của tôi đó, thì nó đi ra ngoài nó chơi, nó chơi xong một hồi khoảng 20 phút nửa tiếng nó vô, xong nó đòi watch. Tới cái đồng hồ. Chính như là không, watch là không phải là đồng hồ, xem. À, nó muốn xem media đó, nó xem video của nó, hay là nó muốn xem tivi, những cái show của nó, nó đòi watch đàng hoàng. Cứ xem vào đúng nửa tiếng thì là bà ấy không có quan tâm đến những cái hoạt động ở phía ngoài nữa, bà ấy muốn là đi xem video của bà ấy đấy. À. Thành ra là bởi vậy những cái lúc đó là những cái lúc đó, thay vì cái watch đó là mình làm cái gì, watch của mình sẽ là mình cầm quyển sách, mình ra mình ngồi xem với con, rồi mình chỉ, rồi mình nó mới trao đổi với mình, và qua cách đó, qua cái mắt của bé đó, mình cũng sẽ là giúp bé để mà bé hiểu một số chuyện. Thì đó là những cái thời buổi này đó, bắt nó đọc sách một mình rất là khó. Chị người lớn cũng còn khó chứ bác sĩ. Cháu lớn lên các cháu không chịu đọc sách nữa. Thành ra chúng tôi vẫn rất là buồn là tại vì cái Barnes & Noble gần nhà tôi nó đóng cửa. À. Trời ơi. Đó là đó. Nơi mà Thanh Thảo đem con trong cả cuộc đời, khi các cháu đang lớn, đứa nào cũng mê sách lắm. Mà ngay bây giờ các cháu nó còn giới thiệu cho mẹ. Đúng. Mẹ nên mua cái Kindle mà loại white paper, loại này là mới nhất và tiện nhất, chứ đọc bằng iPad khó chịu lắm. À. Thì Thanh Thảo cũng mua rồi và thấy thật sự là tốt. Thì cũng là sách, nhưng mà mình sách là sách điện tử thôi và nó dễ đọc hơn nhiều. Nhưng mà cái thói quen đọc sách thì phải tập từ hồi nhỏ, chứ nếu mà lớn thì khó lắm. Ngay cả bây giờ chúng ta thấy người lớn, mình bận cả ngày, nhiều khi mình đọc một cuốn sách nó hay hơn, nó có chiều sâu hơn, nhưng mà nó tốn giờ. Trong khi xem một cái video mà ngắn đó, có những cái mà tin nó ngắn lại, hoặc là một cái chương trình gì ngắn độ 10 phút, hay là có những cái còn ngắn hơn nữa, khoảng 5 phút TED chẳng hạn, thì nó rất là nhanh. Thành ra đây mình có thể hiểu được là con trẻ nó thích cái media là bởi vì chính người lớn cũng bị thu hút, chứ đừng nói các cháu. Nhưng mà có một cái mối đe dọa là nếu các cháu mà
không quen với đọc sách thì về sau các cháu sẽ thiếu sót rất nhiều. Và cái nỗ lực thì không biết làm sao. Mất cái chiều sâu mà không có cái cơ hội. Cái trí tưởng tượng. Tại vì người ta làm cho mình cái hình thì mình lại theo cái hình của người khác chọn, chứ không phải do mình. Ngày xưa Thanh Thảo nhớ ai lớn lên mà chẳng đọc mấy cái chuyện chữa của Kim Dung, có phải không ạ? Vâng. Mình tưởng tượng xong đầu là cái hang động nó phải thế nọ, người cô thiếu nữ đó phải đẹp thế kia. Nhưng mà khi mình xem phim nhiều khi mình thất vọng quá, tại vì không có giống như nó là cái mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng. Vâng. Đúng rồi. Thì ra Thanh Thảo nghĩ cái trí tưởng tượng rất quan trọng mà phải tập từ nhỏ. Bây giờ bác sĩ thấy là bác sĩ nhi khoa, bác sĩ thấy là cái cách nào để giúp cho trẻ em nó thích đọc sách, như bác sĩ nói là thay vì watch là coi TV thì sẽ cho đọc sách và bố mẹ đọc với các em. Hai nữa đó là thời buổi này đó thì bây giờ để thế vô, tại vì các cháu nó quen đó là khi mà nó xem một cái video hay là nó xem trên cái màn hình đó thì nó sẽ là sống động hơn là quyển sách, phải không ạ? Quyển sách thì mình phải đọc, nhưng mà mình tưởng tượng thôi, thì cái điều đó nó quan trọng. Nhưng mà đối với một đứa nhỏ khi mà nó chưa có biết thưởng thức cái đó và nó chưa có biết là có những cái thời gian để mà mình dùng cho cái trí tưởng tượng của mình nó sáng tạo ra đó, thì các cháu sẽ chưa có biết được cái đó khi nó còn bé quá. Thành ra bởi vậy đó, không có cái gì bằng là một đứa trẻ nó chơi với đứa khác. Tất nhiên là phải kiếm những cái môi trường nào mà các cháu có thể chơi với nhau. Thành ra gần đây con cháu ngoại của tôi thì cái vì có một cái vấn đề đó là cái bà giữ tới nhà mà giữ trẻ đó thì bà ấy có người trong gia đình đau, thành ra bởi vậy đó phải bảo là bây giờ phải đi hoặc là kiếm người khác hoặc là bây giờ làm cái gì khác thì mới là bố mẹ phải đi kiếm những cái nơi giữ trẻ chung quanh nhà hay là cũng không có xa quá. Tụi này lại hên là được kiếm được một cái nơi nhà giữ trẻ mà mấy cô giáo toàn người Việt hết. Đúng mà là bé lại được ăn phở với ăn bún. Quá tốt. Thích quá. Yeah. Thì tới đó là thấy là hơn phân nửa các em là Á Đông. Mà có mấy em, dĩ nhiên là có mấy em người địa phương nữa. Thì tụi con nít nó chơi với nhau á. Thì mới đầu mình cũng lo lắng, tại con bé nó mới có 18 tuổi. Mẹ nó 18 nghĩ tháng. 18 tháng. Mẹ nó cũng là xúc động, bảo trời ơi, bây giờ đưa nó tới đó, tội nghiệp nó bé quá, thì không biết sao. Bái vô, bái nghĩa là ngon lành, bái hai hiếc là nó có vô, nó có thể hòa mình được rất là dễ. Thế đến lúc trưa người ta ngủ thì nó cũng nhổm lên, nó không có ngủ. Nhưng mà ta thấy mọi người khác mới đến, cho nít khác nó nằm xuống, bái lại nằm xuống, bé nó lại nằm xuống. Thành ra cái sức mạnh của cái sự mà bắt chiếc những cái đứa đồng bọn đó hay gần mình là nó mãnh liệt nhất. Không có cái gì mà mãnh liệt bằng. Đúng vậy. Một đứa nhỏ nó học hỏi do một đứa khác giống như nó thì nó mới hiểu ngay được á. Nhất là nếu mà với cái điều kiện là những cái khả năng bắt chiếc, cái khả năng xã hội của nó đó, giao tiếp của nó đó, nó bình thường, nó sẽ học hỏi ngay lập tức. Và cái đó là cái bài học mà nó rõ ràng nhất. Bởi vậy á, khi mà nhà đông con đó, có những cái gia đình bảo tôi, trời ơi nhà đông con đó, vậy đó bác sĩ mà nó dễ hơn đó, bảo hết tất cả tụi nó làm hết. Chứ là một đứa bảo nó thì nó như là ông trời con hay là bà trời con đó. Thành ra là nó là khác. Thành ra là bởi vậy nó có một cái sự, nghĩa là ưu điểm ở cái chỗ đó. Bởi vậy nếu mà mình có thể sử dụng cái đó mà nó ra ngoài nó chơi với những cái đứa khác thì cái đó là tốt nhất rồi. Xem sách chung, học chung thì những cái đó đành vậy. Hồi xưa mình cứ nghĩ đó là 3 tuổi thì mới đi học. Nhưng mà tụi tôi mới đầu con bé đi học thì cứ lo lắng là không biết đó, là nó nhớ nhà rồi nó có những cái vấn đề sao, nó cảm thấy là mình bỏ rơi nó hay là có những cái vấn đề nó bị lo âu hay nó khóc sao, thì mình phải là chuẩn bị trước, mình cho nó đi, nó tới, nó vui, nó xem là mấy đứa kia nó chơi cái gì, xong về nhà mình cũng chơi cái trò chơi là ở đi tới nhà giữ trẻ, xong rồi có mấy đứa khác mình xem sách rồi đủ mọi thứ ấy. Mình cho nó đến, có những cái người bạn mà cũng đại khái gần gần tuổi nó đó, nó có một cái tạo cái môi trường tương tự như vậy chẳng hạn, nhưng mà nó quen thuộc, để từ từ cho nó hiểu biết và nó quen hơn. Nhưng mà nó có cái vấn đề là rất là quan trọng là thế này, là đối với cháu bé đó thì chỉ cần có một người nhà ở trong cái phòng đó thôi. Thành ra cái ngày đó đó giữa mẹ nó và bà ngoại đó thì chia nhau ra để mà
mình không có làm cái gì, mình không có can thiệp, mình ngồi ở trong cái phòng đó để mà nếu cần nó dòm vô, nó thấy là nó không bị bỏ rơi, có người nhà ở đó, nếu cần đó thì có lúc nó chạy ra nó đưa cho tôi cái giày, đến cái lúc mà ngủ nó đưa giày, nó đưa chân ra, nó bảo tôi giúp nó để cởi giày ra rồi nó ra nằm đó, hay là nó uống gì xong đó thì thay vì nó đưa cho cô giáo nó lại chạy ra nó đưa cho bà ngoại, nó bảo all done thì cũng được, thì không sao. Và như vậy là nó phù hợp được rất là tốt. Đó là những bước mà tôi nghĩ đó là mọi người và thời buổi này đó, mình đừng có nghĩ đó là con em mình nó không làm được. Mình cứ làm việc với cái chuyện đó, mình cứ giúp nó, hỗ trợ nó sẽ làm được. Và cái đó là một số những cái mà bây giờ chúng ta bảo là một mặt đó thì mình phải tránh những cái biến cố mà nó tiêu cực, mà nó có thể làm cho các cháu nó bị chấn thương tâm lý tâm thần. Ví dụ nếu mà bố mẹ mà không có hòa hợp với nhau, cãi nhau, ví dụ như là bố mẹ mà cứ để nó mà không đón nó đúng giờ hay để nó đợi một mình, làm cho nó lo âu, một số cái đó là có thể đưa thành cái trải nghiệm mà nó tiêu cực đối với nó. Nhưng mà mình phải tạo một số những cái trải nghiệm tích cực. Tất nhiên là những cái đó, những cái tích cực nó sẽ giúp cho cháu có những cái cơ hội để mà vươn lên và tạo lấy cái sức mạnh của mình. Chắc chắn đó là một trong mấy cái yếu tố, 7 yếu tố mà nó giúp cho một trẻ nó sẽ thành công về sau, là nó có gắn bó với một người lớn, không cần là phải trong gia đình, một cách đều đặn, để mà người lớn đó sẽ là cái người mà lúc nào cũng luôn luôn gần nó, để mà nếu nó cần nó có thể liên lạc được. Và cái người đó bằng liên lạc hay là bằng FaceTime hay là bằng cách tới thăm đó, là cái người mà có thể mà biểu hiệu cho nó là người đó luôn luôn ở cạnh nó, để mà là cái sức mạnh tinh thần cho bé và tin tưởng ở bé. Đó là một số chuyện nó cũng đơn giản thôi, bố mẹ có thể làm được. Mà mình cũng nhớ là ở đâu cũng vậy á, mình á, người Việt Nam mình là mình có một cái truyền thống về cái xã hội rất là mạnh. Tuy nhiên là cái luật lệ ở làng, phép vua thua lệ làng, mà ở trong làng là tất cả, mà ai cũng biết là có nguyên một làng mới có thể giúp cho tạo dựng được em bé và huấn luyện được em bé. Thì những cái đó nếu mà bên này mà xa nhau, mình cũng cố gắng bằng cách nọ cách kia tạo với hàng xóm hay là với những cái người quen, hay là mình đi mình kết bạn với lại những cái người mà cũng có con em đi học cùng. Ví dụ như cháu tôi nó sắp đi học, năm tới nó đi học cái trường high school mới, thì mình đã đi kiếm được những cái người ở trong khu xóm với mình mà của trường cũ nó rồi, thì đã là qua mùa hè rồi, cũng lúc thì người này đưa đi người kia đón, rồi gặp nhau trong cái những cái kỳ mà có những cái sinh hoạt để cho chuẩn bị cho các cháu trong cái high school mới. Có những cái vấn đề như vậy mình phải kiếm bạn thôi. Rồi thì đối với người Mỹ đó, và đối với lại trong cái xã hội này đó, ai nấy cũng hiểu cái vấn đề đó. Và mình đừng có tưởng đó là mình đi kiếm không ra, ăn thua đó là mình phải cởi mở và mình phải bạo dạn thôi. Mình bảo là mình đều, đây là những cái người mà cùng nhau đều chia sẻ những cái ưu tiên giống như nhau, thì mình cứ kêu gọi đi thì người ta sẽ đáp ứng. Hay là mình hỏi ở trường, bây giờ tôi ở đây này, hay là tôi ở cái chỗ này, tôi cần kiếm những cái người để mà cạc bu chẳng hạn. Cái cạc bu là một cái vấn đề rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Trong cái lúc trở đi là cái lúc mình có thể nói chuyện với các cháu, mình có thể chi phối các em mà nó không có ý thức được là mình làm cái chuyện đó. Hoặc mình có thể nghe chúng nó nói cái gì và mình góp ý được. Đúng. Chẳng hạn như Thanh Thảo hồi xưa cũng phải làm như bác sĩ nói đó, tại vì cũng hai ba bà mẹ chia phiên nhau để mà chở hoặc đón con đó, thì lúc đó nghe chúng nó nói chuyện, chúng nó bàn là sẽ đi đâu chơi, thì mình có góp ý, mình nói thay vì đi cái đó đi cái khác, chúng nó ngồi nó bàn nhau, nó cảm thấy là mình là một thành phần ở trong cái nhóm có thể nói chuyện được, nó tạo sự thân thiết và tin tưởng rất là quan trọng. Trở lại với cái vấn đề bác sĩ đã nói về từ giới bé xíu 18 tháng tuổi, vài tuổi đi học mẫu giáo, rồi đến cả các em học high school, bây giờ đến vấn đề nữa là vấn đề về tâm lý tâm thần. Thì Thảo biết là Project Việt Nam vẫn thường có những cái chương trình về huấn luyện các em đồng lứa, bởi vì đồng lứa rất quan trọng để có thể nhận biết ra bạn của mình có trở ngại về tâm lý tâm thần và giúp các em đó, và có những cái lớp đào tạo cho các em ở cái tuổi sát tuổi thành niên nhưng mà chưa tới, để có thể giúp bạn mình, và khi mà học xong khóa thì có certificate
Xin bác sĩ nói thêm về chương trình này một chút. Thì cảm ơn chị Thanh Thảo nhắc tôi, là vì mình cũng sắp chuẩn bị một cái khóa nữa trước khi các cháu đi học. Là vì nó là vào ở một weekend đó, thì là 2 weekend thôi, với lại một cái khóa đào tạo về CPR nữa. À. Tất nhiên là cái đó là hồi sức cấp cứu mà về tim mạch. Còn lại cái kia là hồi sức cấp cứu về tâm lý tâm thần. Thành ra nó cũng, nó phải trở thành một cái gì mình rất là quen thuộc. Vâng. Mình rất là mà không là cảm thấy ô nhục gì cả, tại vì nó là cái bệnh thôi. Mà đó là một số những cái mà nó cho mình cái kiến thức các cháu có thể dùng được. Với lại tôi cũng nên nhắc đó là lần trước có nói chuyện là mình có một cái Zoom mà để một cái nhóm hỗ trợ cho bố mẹ đó. Thì cái kỳ tới đây á, thì chúng tôi sẽ nói chuyện về những cái thái độ, mà những cái gì mà nó để mình tạo cái môi trường tốt cho các em tuổi teen. Và nếu mà mình gặp mà mình có một em teen nó có những cái thái độ thách đố đối với mình, hay là nó khó chịu, hay là cứng đầu, hay là nó làm những cái điều gì mà mình lo lắng đó, thì mình sẽ phải đối phó như thế nào. Thì đó là cái topic sắp đến của chúng tôi. Thì có cái flyer đây, thì quý vị nếu mà muốn ghi tên, ghi danh và gửi những cái câu hỏi đó thì gửi trước, thì chúng tôi sẽ bữa đó sẽ là trao đổi về những cái vấn đề đó. Tôi nghĩ đây là cái tình trạng chung của rất là nhiều người. Mà không phải là cái gì á, các cháu thì bây giờ nhất là giáo dục ở bên này thì nó sẽ là quan tâm đến là cái phát triển cá nhân của mỗi em. Thành ra các em được khuyến khích phát triển theo cái chiều hướng mà mình đã có sẵn và mình thích. Thành ra mỗi em một khác, chứ không phải là có một cái như là khi mà mình đi mua IKEA mình về mình ráp thì có một cách ráp đâu, nó có nhiều cái loại khác nhau. Thành ra khi mình phải nghe những cái người khác và mình phải nghe những cái nơi khác họ giải quyết như thế nào, mình thử cái này không được thì mình thử cái khác thôi. Vâng. Và trong lúc mình thử mà mình thử nghiệm như vậy đó, nó sẽ là một cái cách để mình khám phá và mình quan tâm biết được là con em mình có những khuyết điểm gì và những cái ưu điểm như thế nào. Dùng cái ưu điểm mà xây dựng lên và dùng những cái khuyết điểm để mà mình cố gắng, để mà mình tạo ra cái sự mà gắn bó với con em mình. Tất nhiên là mình hỗ trợ cho con em mình để phấn đấu vượt qua, cũng như là mình bảo là ví dụ như các cháu không làm được cái chuyện này thì mình cùng làm với các cháu chẳng hạn. Thì mình cũng nhận thấy ai cũng thế, mình có một số những cái vấn đề mình không có làm giỏi. Thế thì cũng giống như là đối với tụi tôi có cái cậu cháu bây giờ 14 tuổi, nó là cao nhất nhà mà nó lại là khỏe nhất nhà rồi, thì đang cái tuổi mà nó phát triển rất là nhanh như vậy, thì mình đã là nhờ nó để mà nó coi thấy cái chuyện đó là hỗ trợ cho ông bà là một cái chuyện bình thường. Vâng, hay quá. Bây giờ nếu những người khán giả của Vietfest TV muốn tìm thì họ vào projectvietnam.org. Với lại tôi sẽ gửi cho chị Thanh Thảo cái link đây để mà các quý vị được cái flyer. Mình cứ theo như vậy là mình đăng ký qua cái QR code. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã xem chương trình Từ Nhà Đến Trường với phần trình bày của bác sĩ Quỳnh Kiều. Một lần nữa, nếu mà quý vị muốn tham gia vào những chương trình bác sĩ giới thiệu, xin vào projectvietnam.org hoặc là vào cái QR code của một cái flyer trước mặt quý vị. Quý vị cũng có thể để ý kiến của quý vị vào info@vietfesttv.com hoặc là nhắn tin ở trong chương trình mà trên YouTube của Vietfest TV. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình kỳ này và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietfest TV.